Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, các đơn vị chức năng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn giao thông và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phân công các đội nghiệp vụ tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là đối với những trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lạng lách, đánh võng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. Trong dịp 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì chúng tôi đánh giá là tình hình giao thông sẽ rất phức tạp. Phòng Cảnh sát Giao thông đã huy động tối đa 100% lực lượng Cảnh sát Giao thông trên toàn tỉnh sẽ không có ngày nghỉ, tập trung kiểm tra các cái loại xe chở khách đấy, để yêu cầu các xe chở khách thực hiện việc chở khách đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các trường hợp chạy quá tốc độ, xe quá tải, xe khách chở quá số người quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông cũng sẽ được xử lý nghiêm. Ban quản lý bến xe khách Hưng Yên tuyên truyền cho lái xe, chủ phương tiện thực hiện các biện pháp an toàn cho hành khách như không chở quá số người quy định, không tranh giành khách, đặc biệt tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Để chuẩn bị cho cái dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì ban quản lý bến xe bến thủy thì là thực hiện các cái công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng như của Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên về việc là triển khai các cái giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái kỳ nghỉ lễ. Ban quản lý bến xe bến thủy chỉ đạo các phương tiện khi tham gia giao thông phải đảm bảo an toàn giao thông và các cái yêu cầu kỹ thuật theo quy định của luật giao thông đường bộ cũng như là về con người lái xe và nhân viên phục vụ trên xe là phải đảm bảo các yêu cầu theo quy định về cái công tác phòng chống COVID, nhất là trong thời kỳ này, cũng khuyến cáo người dân cũng như khách hàng khi tham gia giao thông là phải đảm bảo 5K, các bến chuẩn bị các cái vật tư, cơ sở vật chất như là rửa tay sát khuẩn này, đeo khẩu trang này cũng như một số biện pháp thiết yếu. Dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay kéo dài 4 ngày, dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao. Để đảm bảo an toàn và phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông và đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, quán triệt đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe về ý thức chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.